Lịch thi đấu Euro 2024 ngày 26 tháng 6, sự chú ý hướng về tuyển Hà Lan và Anh. Đêm 25, rạng sáng ngày 26 tháng 6, hai bảng C và D của Euro 2024 sẽ chính thức hạ màn. Ngoại trừ Ba Lan đã bị loại, cuộc đua tranh giữa Hà Lan, Pháp và Áo lượt cuối bảng D hứa hẹn sẽ vẫn rất căng thẳng khi mà cả ba đội đều có cơ hội giành được vị trí nhất bảng khi bước vào vòng 1/8 Euro 2024. Hiện Hà Lan và Pháp đang chia nhau ngôi đầu bảng với 4 điểm, nhiều hơn tuyển Áo 1 điểm. Với cục diện hiện tại, cả Hà Lan, Pháp và Áo về lý thuyết có thể nắm tay nhau bước vào vòng đấu loại trực tiếp nếu nhận được kết quả có lợi từ bảng B. Ở vòng cuối này, Hà Lan và Áo sẽ cạnh tranh trực tiếp. Tuyển Áo hiện đang bị lép vế hơn Hà Lan cả về phong độ cũng như thành tích đối đầu trong quá khứ giữa hai đội. Lúc 2 giờ ngày 26 tháng 6 sẽ diễn ra các trận đấu cuối cùng của bảng C giữa Anh và Slovenia, Đan Mạch chạm trán Serbia. Sau hai lượt trận, tuyển Anh vẫn đứng đầu bảng với 4 điểm. Đan Mạch và Slovenia lần lượt xếp ở vị trí tiếp theo khi cùng được 2 điểm. Xếp cuối cùng bảng đấu là Serbia với chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Cả 4 đội ở bảng C đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Tam sư chỉ cần 1 điểm là giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Slovenia muốn vào vòng sau phải thắng tuyển Anh. Ở cặp đấu còn lại giữa Đan Mạch và Serbia, đội nào thắng đội đó sẽ đi tiếp. Lịch thi đấu Euro 2024 ngày 25 tháng 6. 23 giờ, Pháp, Ba Lan. 23 giờ, Hà Lan, Áo. 2 giờ ngày 26 tháng 6, Anh, Slovenia. 2 giờ ngày 26 tháng 6, Đan Mạch, Serbia.